cậu có biết muốn cưỡi ngựa thì phải làm sao không? Thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Như vậy nè. Chú bắt chi giông mắc cười quá trời. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nè, trai Mimi, em nhỏ tiếng một chút đi. Em nhớ hôm bữa chị xem tập này rồi mà. Bộ em không thấy là chị đang học cách để trở thành một danh hài hay sao? Vậy sao chị không chịu khó học đi? Mimi à, có chuyện gì vậy? Hình như con mới đi tìm mẹ hả? Mẹ ơi, con giành được giải nhất trong cuộc thi viết ở trường đó. Cái gì? Để mẹ coi. Giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi viết trôi Mimi. Con là mẹ tự hào quá đi. Mẹ ơi, vậy là con sẽ được thưởng món quà mà hôm bữa mẹ nói, có đúng không? Hôm bữa mẹ hứa thưởng con cái gì? Con búp bê đó. Thiệt không? Mẹ đã hứa vậy hả? Mà cũng sắp tới sinh nhật của con rồi, đến lúc đó mẹ mua luôn nha. Mẹ ơi. Đổi lại mẹ sẽ làm món gì đó thiệt ngon cho con ha. Vậy ngày hôm nay mẹ làm món bò nốn đi. Con đừng có mà đòi hỏi. Tắt tivi rồi làm bài tập nhanh lên. Con biết rồi, coi xong cái này con làm liền. Nếu như con không làm bài tập, vậy thì hãy mau đi đâm tỏi cho mẹ. Trời cha đu, con làm đàng hoàng chút coi. Mẹ không công bằng, con có phải là lọ lem đâu chứ. Anh về rồi đây. Bà xã nè, anh có một tin rất vui. Tin vui gì vậy anh? Hôm nay Barbie nhà mình đã chiến thắng tại cuộc thi ai có nụ cười đẹp nhất cho trẻ mẫu giáo. Ôi trời ơi, mẹ biết Barbie thừa hưởng nụ cười tuyệt vời của mẹ mà, cho nên con mới giành chiến thắng. Mẹ thực sự rất tự hào về con. Mẹ ơi, bây giờ con có thể xem tivi được không mẹ? Không được. Được thôi, vậy thì con sẽ đâm tỏi cho tới khi con già luôn. Muốn trở thành một danh hài. Giờ mẹ lại muốn mình đi mua giá. Tại sao lúc nào cũng là mình? Qua, đó là chú Bắc Chi Yon mà. Dạ con chào chú. Đó không phải là nhà của Chô Yon sao? Các bạn ấy đang làm gì ở đó vậy chứ? Chú Chi Yon ơi, chú có thể diễn kịch cho con xem được không? Chú hãy đồng ý đi mà. À, cái gì? Đó là chú Bắc Chi Yon mà. Chú Bắc Chi Yon ơi. À, chào cha Du. Trời ơi, chú ấy thật tuyệt vời. Hình như chú ấy là chú của Chô Yon đó. Dạ chú ơi, chú có thể biểu diễn cho các bạn con xem không? Tại đó, chỉ một lần thôi mà chú ơi. Nếu các con đã yêu cầu thì được thôi, chú sẽ làm một lần cho xem nha. Xin chào, xin chào, xin chào. Tôi không phải là Bắc Chi Yon sao? Tuyệt vời quá. Ước gì mình có thể trở thành một danh hài giỏi như chú ấy. Mình sẽ cố gắng để trở thành một danh hài giỏi giống như là chú Bắc Chi Yon vậy. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ lập tức thực hiện quyết tâm của mình. Cha Đu à, sao giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Dạ, con đang ngủ nè. Bạn cũng xem chương trình đó hả? Đúng vậy, chương trình này hay mà. Công nhận luôn á, em ấy nhìn rất đáng yêu. Bây giờ mình bắt đầu luôn được không? Các bạn ơi, hãy chú ý lên đây. Mình sẽ đố các bạn một câu đố vui và các bạn phải trả lời được. Bạn ấy tính làm cái gì vậy? Này cha Đu, thay vì đố vui, mình nghĩ bạn hát sẽ hay hơn. Lần tới mình sẽ hát, còn lần này chỉ có đố thôi. Cũng được. Vậy thì bạn đố mau đi. Được rồi, nghe kỹ đây. Người ta gọi nhà cụ của Cinderella là gì? Nhà cụ Cinderella hả? Rốt cuộc bạn ấy đang hỏi gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Câu trả lời là gì nhỉ? Câu trả lời là Mozzarella. Các bạn hiểu không? Cha Đu à, câu hỏi của bạn giống như những câu đố nhàm chán của người già á. Câu đố của người già. Vậy bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy hài kịch thật sự. Đôn đôn ạ, bạn hãy kéo hết sức nha. Bạn có chắc là làm được không nhở?
Cha Đu à, nhìn nó nguy hiểm quá. Bạn không cần phải lo đâu. Kéo mạnh một chút đi. Rồi, mình kéo nó nha. Cha Đu à. Cha Đu à, bạn có sao không? Tất nhiên là không sao rồi. Đây chính là sự hy sinh nhỏ để trở thành một danh hài nổi tiếng. Vấn đề là mình không thể tự học để trở thành danh hài được. Vì như vậy sẽ không bao giờ giỏi. Mình cũng nghĩ như vậy. Cha Đu nè, sao bạn không thử tìm một danh hài thực thụ và học hỏi từ người đó xem như thế nào? Một danh hài thực thụ hả? Là ai chứ? Chú của Chô Dân là danh hài đó. À, đúng rồi ha, là chú Bắc Chi Dân. Mình sẽ bái sư. Chắc chắn mình có thể học được những điều tốt nhất từ chú ấy. Anh vào trước đi, tôi đi đậu xe. Ờ, tôi biết rồi. Khoan đã chú ơi. Hả? Dạ con chào chú Bắc Chi Dân. À, con muốn chụp hình hả? Nhưng bây giờ chú sắp có một cuộc họp quan trọng nên phải nhanh lên nha. Dạ không phải đâu chú ơi. Sư phụ ơi, xin chú hãy dạy con trở thành một danh hài thực thụ. Con xin chú, con cầu xin mẹ. Xin lỗi con, nhưng hiện tại chú rất bận, chú xin lỗi à. Sư phụ ơi, xin hãy đưa con đi cùng với. Ê, trời ơi, mệt quá trời. Sao cái này nặng dữ vậy? Ôi, đói bụng quá. À, Himin nè, trưa nay cô có muốn ăn súp gà không? Dạ, nghe có vẻ hấp dẫn đó, tiền bối. Chuyển phát bưu kiện đây. Hả? Sao bưu kiện lại gửi tới đây? Dạ, xin hãy đưa vào đi. Anh Bắc Chi Dông, anh có một bưu kiện đây. Gửi cho tôi sao? Con chào sư phụ. Sư phụ ơi, xin hãy nhận con làm học trò của người đi mà. Nhưng mà chú không nhận học trò. Chờ chút, tôi vào nhà vệ sinh đây. Ủa, có tiếng động gì vậy? Sư phụ ơi. Sư phụ cẩn thận. Sư phụ không sao chứ? Chú Bắc Chi Dông ơi. Cô bé đang nói Bắc Chi Dông nào vậy? Có phải ý cô bé là danh hài Bắc Chi Dông hay không? Chú Bắc Chi Dông ơi, xin hãy nhận con làm học trò đi. Chú Bắc Chi Dông ơi, xin hãy nhận con làm học trò của chú đi mà. Trời ơi, cái đầu của tôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ họp về vấn đề gì vậy? Anh có nhớ chương trình cặp đôi hoàn hảo không? Chúng ta thảo luận và quyết định cho chủ đề mới đó tiền bối. Cho hỏi là ai vậy? Tôi ở bên đội bảo vệ. Trong bãi xe của chúng ta có một bé gái. Cô bé đó đang đòi gặp cho bằng được anh Bắc Chi Dông đó. Xin chú hãy dạy con trở thành một danh hài đi. Con cầu xin chú đó. Ước mơ của con là có thể trở thành một danh hài giống như chú vậy. Con thật sự muốn trở thành một danh hài sao? Dạ đúng như vậy. Từ nhỏ chú cũng từng ước mơ sẽ trở thành một danh hài. Chú ơi, xin hãy giúp con. Thôi được rồi, chú sẽ đặt cách nhận con làm học trò. Con cảm ơn chú nhiều lắm, chú Bắc Chi Dân. Yếu tố quan trọng nhất để trở thành một danh hài giỏi là sự hài hước quen thuộc. Nên là mỗi danh hài cần phải có một câu nói chủ đạo thật là hay. Có phải giống câu mà chú hay nói không? Tôi không phải là Chi Dân sao? Đúng rồi đó. Vậy nên con hãy suy nghĩ cho bản thân một câu nói chủ đạo của riêng mình. Con sẽ ghi nhớ thật kỹ điều này. Rồi, mẹ mời cả nhà ăn cơm. Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm đu. Ủa, cha đu, con mới nói cái gì mà lạ quá vậy? Dạ, đó là câu nói chủ đạo của con đó, đu. Mời cả nhà ăn cơm, đu. Con bé này thiệt là, dẹp mấy cái trò nhảm nhí đó đi. Wow, món súp đu ngon ghê, đu. Wow, món cá đu còn ngon hơn, đu. Kim chi đu mới là món ngon nhất luôn, đu. Mimi ơi, em lấy giùm chị một ly nước nha, đu. Con có chịu im đi không hả? Con không nói nữa, đu.
Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu con. Có chuyện gì vậy ta? Đạo cụ rất quan trọng đối với một danh hài. Chà, mẹ ơi, chiếc đang bay đến từ phía trên kia kìa. Để mình thử coi. Bé ơi, đừng khóc nữa. Để chị cho em coi một thứ rất là vui nha. Con sẽ cho em coi cái gì? Dạ cô chờ đi, con nhất định sẽ làm cho em nín khóc ngay lập tức. Em bé ơi, chờ chị một chút nha. Xong rồi. Chào bé cưng. Con còn dọa cho em khóc nhiều hơn thì có. Con yêu à, con yêu, nín đi con, nín đi. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Chị ấy dọa cho con sợ đúng không nè? Xong rồi, chị ấy đi rồi, đừng khóc nữa. Gặp lại sau nha. Sư phụ ơi. Cha đu hả con? Sao vậy? Có chuyện gì à? Con đã làm tất cả những gì mà chú dạy nhưng con vẫn thất bại. Tại sao con không thể hài hước được đi chứ? Xin chú hãy chỉ cho con với, sao con không thể thành danh hài giống chú? Con bình tĩnh đã. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cách khác. Con có thể lên TV biểu diễn chung với chú, con thấy sao? Con lên TV hả? Sắp có một chương trình mới, nó sẽ được lên sóng trong tháng này, có tên là Cặp đôi hoàn hảo. Trong chương trình này, một danh hài và một khán giả sẽ kết hợp thành một cặp đôi để biểu diễn. Vậy là con sẽ lên được TV sao? Chú có nghĩ là con sẽ làm được không? Con không tự tin lắm. Cha đu à, con không muốn trở thành danh hài sao? Dạ có. Vậy thì đây là cơ hội để con trở thành một danh hài giống như chú. Lên chương trình hài trên TV sao? Được thôi đu, con nhất định sẽ không làm chú thất vọng đâu đu. Phải vậy chứ. Mẹ ơi, mau ra đây đi. Chương trình này có vẻ hay lắm. Chương trình mới cặp đôi hoàn hảo nè. Rồi rồi, mẹ ra liền. Mẹ nghe người ta nói chương trình này hay lắm nè. Tiếp theo sẽ là phần biểu diễn có tên gọi là món ăn vặt kỳ lạ của danh hài Bắc Chi Dông. Người biểu diễn cùng anh ấy chính là thí sinh trẻ tuổi nhất chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem nha. Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách đã tới tiệm thức ăn nhanh của Choi Cha Du. Cha Du kìa. Xin quý khách hãy ngồi vào chỗ này, xin mời. Làm sao mà Cha Du có thể lên TV được vậy? Cha Du của ba. Chị Cha Du lên TV luôn kìa. Cho chú hỏi, món mắc nhất và ngon nhất trong thực đơn ở đây là gì vậy? Dạ, món ngon nhất chính là bánh kẹo cay đặc biệt 100 đô la. 100 đô la. Anh yêu ơi, món đó mắc quá à. Đúng, đúng vậy, món này hình như hơi mắc. Chú sợ tốn không dám mua chứ vậy. Thôi được rồi, cho chú một phần bánh gạo cay đặc biệt. Dạ, có ngày thường quý khách. Xin mời. Khoan đã. Ôi, dĩa bánh gạo này mà có giá trị tới 100 đô la hả? Có phải con đã nhầm lẫn gì đó rồi hay không? Chú không nên keo kiệt như vậy đâu. Bạn gái của chú đang nhìn chú chằm chằm kìa. Keo gì chứ, chắc bánh gạo này ngon lắm nên mới nhỏ và ít như vậy. Mặn quá, giống như chú vừa mới ăn nguyên một hũ muối vậy đó. Hả, mặn quá sao? Con đã dành hết mọi tâm huyết để làm món này rồi đó. Con biết chú định làm gì rồi. Chú đang định lấy cớ để không trả tiền cho con, có đúng không? Sao con dám nói chú như vậy hả? Không tin con tự ăn thử đi. Xin lỗi, xin lỗi, chú tưởng đó là miệng của con. Món này rất là ngon, ghê lên, mặn quá. Mở cửa buôn bán thì phải làm ăn cho đàng hoàng biết chưa. Mình đi thôi em, đi ăn món khác. Dạ được, chúng ta mau đi đi. Khoan đã, chú vẫn phải trả tiền cho món này chứ. Anh gì vậy, đi chỗ khác chơi. Chú ơi, chú phải trả tiền rồi mới được đi. Con nghĩ sao mà đòi tiền hả? Đi chỗ khác chơi đi. Thưa quý vị, tiết mục món ăn vặt kỳ lạ đến đây là kết thúc.
Bà rất tự hào về con gái của bà. Ba ơi. Trời ơi, mẹ cũng tự hào về con quá đi. Cha đua nhà chúng ta được lên tivi mà còn thắng giải thưởng nữa chứ. Mẹ thật sự rất tự hào về con. Chị ơi, chị dạy cho em diễn hài với nha. Nha chị. Em nữa, em nữa. Diễn hài hả? Không thành vấn đề. Tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Không phải, món bánh gạo đó rất cay hay sao? Ủa, chỉ là đạo cụ thôi mẹ ơi. Thì đúng rồi đó. Trong diễn hài, đạo cụ là thứ quan trọng nhất. Nhóc đang làm gì đó? Nhóc đem tiền trong người đi lanh quanh khu này sẽ nguy hiểm lắm, nên đưa hết cho anh đi. Nhóc phải nghe lời người lớn chứ. Cảm ơn nhóc nhà, anh lấy cái này luôn. Nhân danh công lý. Tôi nghe nói gần đây xuất hiện một số kẻ bắt nạt lang thang quanh trường. Các thầy cô hãy quan tâm đến học sinh của mình nhiều hơn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Hôm nay Đơn Đơn bị kẻ xấu chặn đồ, bạn ấy bị lấy hết tiền tiêu vặt luôn rồi. Loại người gì mà dám đi lấy tiền của trẻ con như vậy chứ? Thanh sô-cô-la đó mình còn chưa được ăn miếng nào luôn á. Mình đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra mà. Cho nên mình đã đăng ký học taekwondo từ tháng trước để chuẩn bị cho trường hợp này. Quá, giày của mình. Chiếc giày của bạn còn đáng sợ hơn cú đá nữa. Mình lo là mình không thể ra ngoài đi dạo được nữa rồi. Bọn họ thiệt là đáng ghét. Mình sẽ không tha thứ cho những kẻ lấy tiền của con nít đâu. Đây là con đường mà phần lớn đám học sinh tiểu học đó sẽ đi ngang qua. Hiện tại cũng sắp tới giờ tan trường rồi. Hai đứa mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có hành động sớm thôi. Lấy tiền của mấy đứa nhỏ này dễ ợt. Nhưng anh ơi, lỡ chúng ta bị cảnh sát bắt thì phải làm sao đây? Đừng có ăn nói xui xẻo kiểu đó nữa. Đại ca, có một đứa đang tới kìa. À, xin chào cô bé. Chúng ta hãy nói chuyện một chút có được không? Dạ. Bé con không cần sợ, chỉ nói chuyện chút thôi. Sao em ngồi ở đó vậy? Chị ơi, trên đường đi học về em đã cho mấy người đàn ông mượn tiền. Bọn họ là ai mà lại mượn tiền của em chứ? Em cũng không biết họ là ai nữa. Nhưng vì họ cứ nặng nặc hỏi mượn nên em đã đưa hết tiền cho họ luôn. Vậy là em cũng bị trấn lột giống Đôn Đôn. Bọn người xấu xa này, mình nhất định sẽ không để yên đâu. Trời ơi Đôn, ở bên đây nè. Lâu lắm rồi không gặp cậu ha. Không nhớ lần cuối gặp nhau là hồi nào luôn. Hôm nay công việc cậu xong sớm hả? Chúng ta cùng đi uống chút gì đó không? Xin lỗi nha, nhưng tôi không đi được đâu. Vì hôm qua tôi trực đêm, cho nên bây giờ tôi phải về nhà. Vậy sao? Phải công nhận là từ lúc cậu gặp Nam Hy An và kết hôn với cô ấy thì cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Dòng đời đưa đẩy thôi mà. Nhớ hồi tụi mình học cấp 3, trong mắt mấy bạn nữ cậu vẫn luôn nổi tiếng còn gì. Thôi đi, mấy chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Ủa mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Giờ tôi có vợ và ba đứa con, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, uống với tôi một ly đi. Được, nhưng chỉ một ly thôi nha, tôi phải về sớm. Xin chào nhóc con. Qua đây anh nói chuyện một chút coi. Nhóc sắp đi chơi với bạn hả? Chắc là có mang tiền đúng không? Đưa đây, tụi anh sẽ giữ giùm cho. Tiêu rồi, đây là những kẻ xấu đã lấy tiền của Đôn Đôn mà. Nhóc con, có nhiêu thì mau đưa hết ra đi. Đúng rồi đó cậu bé, hãy nhanh lên trước khi cảnh sát đến. Cái thằng này, đừng có nhắc tới cảnh sát chứ. Các người là nhóm người xấu đúng không? Tôi không bao giờ đưa tiền cho các người đâu. Đây, quên. Trời ơi, đó là taekwondo. Ê, cái đồ nhát gan kia. Mình đúng là hết cách với thằng ngốc đó mà. Nè, nhóc cũng dũng cảm đó. Nhưng nếu làm vậy nhóc sẽ càng bị đau thôi.
Giữ liên lạc cho tôi nha. Cậu đi cẩn thận. Cái người này sao tự nhiên lại nhắc chuyện cũ chứ? Nếu anh cứ tiếp tục sống với những ngày tháng đánh đấm như vậy, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Nàng Hyun à, đây không phải là lỗi của anh, là do bọn họ gây sự trước chứ bộ. Anh có thật sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em phải từ bỏ ước mơ này mà thôi. Anh hiểu rồi. Anh rất yêu em và không muốn em từ bỏ ước mơ, cho nên anh sẽ sửa đổi. Từ bây giờ anh sẽ không đánh nhau nữa. Anh xin hứa với em. Đúng vậy, anh đã đạt được ước mơ và anh sẽ làm thật tốt. Shadow! Shadow ơi! Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con đi tìm em, sao con còn ở đây nữa? Nhưng con có biết em đang ở đâu đâu mà tìm. Thì cái sân chơi mà em con hay tới đó, con cứ ra đó tìm thử coi sao. Anh đã thấy hết rồi, mau lấy tiền của nhóc ra đi. Tiền hả anh? Nhưng đây là tiền mẹ em đưa để mua kem mà. Nếu nhóc đưa cho anh số tiền đó thì anh sẽ mua kem cho nhóc, chịu không nè? Anh muốn lấy tiền của em sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thậm chí còn không cho hai chị mượn tiền nữa kìa. Cũng sẽ không bao giờ đưa tiền cho ai hết. Vậy sao? Nhóc có biết chúng ta đáng sợ lắm không? Đúng rồi đó, bọn ta còn đáng sợ hơn những gì nhóc có thể tưởng tượng. Đừng có ma. Cái thằng nhóc này thiệt tình, con nít phải nghe lời người lớn nói chứ. Trời ơi, sao mà dám cắn tay của ta hả? Dừng lại mau. Con nhóc này là ai vậy hả? Không được phép đụng vào em trai của tôi, nếu không tôi không để yên đâu. Cái gì? Đây là dĩ của nhóc hả? Cái gia đình gì mà toàn đi cắn người không vậy? Đại ca của anh bị cắn hai lần rồi đó. Anh không sao, anh không thể chịu đựng được đám nhóc con này nữa. Tôi đã cảnh báo các người rồi đó. Sao nhóc dám hỗn láo với người lớn như vậy hả? Rồi, để coi nhóc có thể làm được gì. Tôi sẽ về mép ba của tôi. Hãy xem đây. Anh nghĩ là em sẽ để yên khi anh làm cái mặt con bé nó nông nổi này hả? Hay là mình nên nói với bọn họ là mình sẽ mét mẹ ta? Nhóc nói sẽ mét ba sao? Đúng vậy, ba của tôi to lắm, nó khỏe mạnh nữa. Ba Bi à, đừng nói quá lên vậy chứ. Sợ quá đi, nhóc có chắc là nhóc sẽ mét ba không? Không biết nhóm người nào mà nhìn lạ vậy. Nè, anh nhắc lại lần cuối, mau đưa hết tiền đây. Bây giờ mình phải làm gì đây? Hai đứa con đang làm gì ở đây vậy? Ba! Người đó chính là ba của hai nhóc hả? Không phải nói là ba nhóc rất to lớn và khỏe mạnh sao? Ba kìa, mau qua mét ba đi, nhanh lên. Nè ông chú già, chúng tôi không có làm gì hết, nhưng nếu ông muốn gây sự thì chúng tôi sẽ nổi điên lên đó. Ông có nghe tôi nói không hả? Gì chứ? Sao ông dám làm lơ tôi chứ? Ông già kia, mau đứng lại. Nè, ông tưởng có thể đi dễ dàng vậy sao? Ông này đúng là ngây thơ quá. Chadu à, và Barbie nữa, hai đứa hãy nhắm mắt và đừng có quay lại nhìn nha, có được không? Dạ ba. Ba ơi, ba định sẽ làm gì vậy ba? Tôi không biết ông có khả năng không, nhưng ông cần phải trả cho chúng tôi một cái giá nhất định đó. Tôi không biết các cậu là ai hết, nhưng các cậu không nên ăn hiếp trẻ con như vậy. Cái gì? Ông định dạy đời tụi này đó hả? Xin lỗi nha, tụi này không có thời gian để nghe đâu. Tôi cũng đã từng giống như các cậu bây giờ, nhưng mà tôi vẫn rất biết điều với người khác. Ông đừng có nói nhiều nữa, mau đưa tiền ra đây. Vì các cậu dám ăn hiếp các con của tôi, nên tôi cũng sẽ đòi một cái giá khà khá. Ba của mình, trước giờ mình
chưa từng thấy ba như vậy. Cha Đu à, con đã nhìn thấy hết rồi hả? Về nhà con nhớ đừng kể lại với mẹ nha, có biết không? Bà xã anh về rồi đây. Dạ con cũng về rồi. Cha Đu hả, con có về với em không? Nãy giờ con làm cái gì mà đi tìm em lâu dữ vậy? Dạ mẹ ơi. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại, các con đã ở cùng với anh rồi. Anh lại đi uống với ai nữa hả? Anh chỉ uống một ly thôi. Mau nói đi, rốt cuộc thì anh đã làm cái gì mà lại đi chung với hai đứa nhà mình hả? Em linh cảm không phải là chuyện hay ho gì. Anh có biết mỗi lần anh đi uống về là em lo lắng lắm hay không hả? Anh có thực sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em đành phải từ bỏ ước mơ này thôi. Mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta không gặp, uống với tôi một ly đi. Trong cái nhà này không có người nào chỉ vì cô ấy lo lắng nên mới cằn nhằn như vậy thôi. Chứ không có gì. Mình hạnh phúc, mình thật sự rất rất hạnh phúc. Anh tưởng là em muốn sống trong sự lo lắng như vậy hoài hay sao? Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua mọi chuyện. Đó mới là gia đình chứ anh. Hôm đó lần đầu tiên mình nhận ra là mặc dù gia đình mình thường hay gây gổ với nhau, nhưng mình có một người mẹ quyền lực và một người ba vô cùng mạnh mẽ, lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ gia đình. Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay trở đi mỗi lần vi phạm anh sẽ bị phạt 10.000 won. Anh có nghe rõ không hả? Tại sao tiết một lại là tiết văn học chứ? Cha Đu à, từ giờ tới lúc vô tiết bạn làm xong được không? Minchi ơi, bạn làm ơn giúp mình lần này đi, nếu không chắc mình bị đuổi ra khỏi trường mất. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ cho bạn mượn tập xem một chút. Cảm ơn bạn, yên tâm đi, mình hứa là chỉ xem lần này thôi à. Bắt đầu thôi. Anh chơi gì kỳ cục quá vậy? Cha Đu à, cô đã thấy rồi nha. Cô ơi, dạ không phải vậy đâu. Không cần lo lắng, các em cố gắng vậy là tốt. Nhưng hôm nay sẽ không có tiết văn học đâu. Cả lớp chú ý đây, hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra đặc biệt sao? Đúng vậy, lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh của Cha Đu. Kiểm tra chỉ số thông minh, không có đứa mà đọc suốt vậy luôn sao? Nào nào, các em im lặng. Không chỉ riêng trường chúng ta mà cả nước đều phải làm bài kiểm tra này, nên không có gì bất ngờ hết. Được rồi, giờ các em hãy thư giãn, thoải mái và im lặng làm bài nha. Lát chi đội mọi người ơi, mọi người ơi, có kết quả rồi nè. Đã có rồi. Có kết quả rồi. Kết quả gì vậy? Có phải là bài kiểm tra chỉ số thông minh không? Nghe nói kết quả của lớp mình là bất ngờ và gây sốc nhất luôn đó. Bây giờ mọi người đang hào hứng lắm. Bất ngờ và gây sốc về cái gì vậy? Bạn nói rõ hơn đi hả? Vì kết quả cao nên bất ngờ, hay vì thấp quá mà bất ngờ vậy hả? Cái đó mình chưa kịp nghe. Tại lúc đó cô kêu mau về lớp đi, nên mình cũng chạy ra ngoài luôn rồi. Vậy sao chúng ta không hỏi trực tiếp cô giáo luôn đi? Nghe nói đây là bài kiểm tra bảo mật, cho nên sẽ không được tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng mà khoan đã, sao lúc nãy bạn lại có mặt ở văn phòng vậy chứ? Thì tại mình đang dọn vệ sinh chỗ ngồi của cô mà. Tuần này đâu phải tới lượt của bạn đâu. Thì tại mình chơi đá banh làm bể kính cửa sổ, cho nên mới bị phạt đó. Vậy hả? Mình mới nghĩ ra một cách nè. Ai dám đá banh vào văn phòng vậy? Mau đứng ra cho cô. Là em và bạn Don Don đá đó cô. Em xin lỗi cô, tụi em sẽ dọn dẹp văn phòng liền. Bạn ấy thông minh ghê. Hả? Thiệt là mấy đứa các em suốt ngày chỉ biết phá phách là giỏi thôi. Bây giờ cô có buổi trao đổi với phụ huynh nên phải đi ra ngoài một lát. Hai đứa nhớ dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Dạ. Nè, bạn tìm nhanh lên đi.
nhưng trên bàn của cô có nhiều tài liệu quá à. Rốt cuộc là cô đẻ ở đâu vậy? Mình tìm thấy rồi nè. Đôn Đôn, bạn tiếp tục lau nhà đi, làm tự nhiên chút nha. Ơ kìa, hai cái đứa này, các em vẫn còn ở đây hay sao? Trời đất, sáng sạch lấp lánh luôn. Sao cô về sớm vậy con? Sớm gì nữa chứ, cô đi hơn 30 phút rồi. Cô còn tưởng hai đứa đã làm xong và đi rồi chứ. Tại xung quanh đây dơ quá coi. Được rồi, hai đứa làm tốt lắm, mau về lớp đi. Chưa xong đâu cô. Vẫn còn nhiều chỗ mà hai đứa em chưa làm tới lắm. Cô thấy đâu còn chỗ nào để hai đứa phải làm nữa. Thôi được rồi, mau về lớp đi. Sao bạn dám đạp chân mình? Dương Sức à, em đang làm cái trò gì vậy? Bạn hãy đánh mình đi và đẩy mình về phía cái bàn, nhanh lên. Bạn quá đáng rồi nha. Nè, bạn đánh mình thiệt đó hả? Nhìn kìa. Không thể tin nổi, sao hai em lại đánh nhau ở trong văn phòng như vậy? Rốt cuộc mấy em suy nghĩ cái gì vậy chứ? Giơ hai tay thẳng lên cho cô. Nè, bây giờ tụi mình có thể chọc cho cha đua cả đời luôn á. Nghiêm túc đi, Đôn Đôn nè. Mình nghĩ chúng ta nên giúp đỡ một người kém thông minh như cha Đu. Bạn thấy đúng không? Cho cha Đu chỉ số thông minh là 79. Chuyện này chỉ có mình với bạn biết thôi đó. Biết không hả? Biết rồi. Hai người kia giơ tay lên nào. Các bạn vẫn bị phạt mà. Sao lại ồn ào như vậy hả? Nè, bạn đứng ở đó từ hồi nào vậy? Ai biết. Mình đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho mấy bạn nghe đâu. Bạn ấy không có nghe tụi mình nói gì hết chứ. Nè, đây là một bí mật động trời luôn đó. Bạn đừng có nói với ai nha. Cho cha đua lớp 31 có chỉ số thông minh là 79. Không tin nổi luôn. Các bạn không thấy được gì thiệt hả? Thiệt mà, không thấy gì hết. Ở văn phòng nhiều giáo viên quá nên tụi mình cũng không thể tìm một cách lộ liễu được. Mấy bạn đúng là vô dụng quá mà. Mình đoán chắc chỉ số thông minh của mấy bạn rất là thấp luôn đó. Có nhiều đó mà cũng không tìm được. Chắc chỉ số của các bạn chỉ khoảng 90 thôi. Minh Chi à, bộ trên mặt mình có dính cái gì hả? Đâu có đâu. Mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Minh Chi ơi. Em chào chị Chi Dân. Lâu quá không gặp chị. Minh Chi nè, có phải em đang học lớp 31 hay không vậy? Là ai vậy? Chắc bạn không biết chị ấy đâu ha. Đây là chị Chi Dân, mẹ của chị ấy là bạn của mẹ mình. Chị ấy đang học lớp 6 á. Minh Chi à, trong lớp em có một bạn tên Chadu có đúng không? Chị nói em nghe cái này, em đừng có nói ai nghe nha. Nghe nói Chadu có chỉ số thông minh là 79 đó. Chị nói cái gì? Bạn bình tĩnh đi Chadu, chắc cái đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi à. Họ đã nói chính xác cả con số luôn rồi. Không phải là 80, cũng không phải là 70 mà là 79. Như vậy thì còn là tin đồn gì nữa? Mà khoan đã, đây là cái gì vậy? Cá vàng, cá vàng. Trời đất ơi, ai lại giết lung tung bậy bạ như vậy? Thiệt luôn. Trời ơi, cha đưa của chúng ta đây rồi. Nãy giờ bạn đi đâu vậy? Mà không biết bạn đã làm bài tập xong hết chưa? Tập nào khó thì cứ hỏi mình nha. Mình nhất định sẽ chỉ cho bạn. Đừng ngại ha. Bạn nói gì vậy? Đúng đó, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu có bài tập khoa học nào bạn không hiểu cứ hỏi mình nha. Đừng có giả bộ nữa. Bạn hãy mau khai thật cho mình biết đi. Có phải mấy bạn đã đi rêu rao chỉ số thông minh của mình có đúng hay không? Bạn nói sao? Rêu rao gì chứ? Rốt cuộc thì mấy bạn nghe ở đâu mà dám đi rêu rao như vậy chứ? Còn bạn nữa, có bằng chứng không hả? Hả? Bạn đã xem được điểm của mình rồi đúng không? Đó là gì? Bài của bạn năm đầu tiên mà. Không phải, ý mình không phải vậy. Nói vậy, đây là sự thật sao? Cha Đu ơi, mau ra ăn tối đi con. Có nghe mẹ nói không hả?
Lát nữa con sẽ ăn xào. Ủa? Ờ, mau dậy đi, mẹ đã chiên xúc xích cho con rồi. Con nói là lát nữa con ăn mà. Bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi, mẹ hiểu không? Cái con nhóc này, hôm nay ăn trúng cái gì không biết. Mẹ chỉ kêu con đi ăn cơm mà con dám. Khoan đã, mẹ ơi, mẹ ra ngoài kia nói chuyện với con một chút. Có chuyện gì vậy Mimi? Mẹ cứ kệ chỉ đi, ra ngoài này nói chuyện với con một chút. Ở trường đã có kết quả kiểm tra chỉ số thông minh, chị Shadow chỉ có 79 thôi. Hả? Con nói cái gì? Chi à, chị với em có chỉ số giống nhau, tại sao chị lại sinh ra làm con người vậy chứ? Alo, tôi nghe đây. Ôi trời ơi, dạ, chào cô giáo, có chuyện gì vậy cô? Sao chứ, ngày mai hả? Tôi chỉ muốn gặp chị để trao đổi một chút về chỉ số thông minh của em Chadu mà thôi. Dạ, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để tới đây. Tôi nghĩ những việc này nên gặp nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn. Chắc chị cũng biết là lần này nhà trường có cho bài kiểm tra về chỉ số thông minh đúng vậy không? Có, tôi có nghe cháu nói à. Điểm số của Chadu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, nên tôi nghĩ có lẽ chị nên tìm hiểu thêm một số trường học khác cho bé. Cái gì? Tìm hiểu trường học khác sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng luôn, cho dù con tôi có là đồ đầu đất đi chăng nữa thì việc đuổi học cháu như vậy là rất quá đáng. Không phải đầu đất gì chứ, đây là chỉ số của thiên tài mà. Đây là cái gì vậy? Tôi có bị hoa mắt hay không hả? 179 lượt sao? Chadu ơi, nghe nói hôm nay mẹ bạn đến trường hả? Các em học sinh thân mến, bạn Choi Chadu lớp 31 có chỉ số thông minh là 179. Ai dám nói bạn ấy chỉ có 79 thôi hả? Chỉ số thông minh của Choi Chadu là 179. Choi Chadu, tôi con gái xinh xắn của ba. Được rồi, mọi người đang cơm thôi. Theo kết quả kiểm tra chỉ số thông minh gần đây của các trường học, chỉ số cao nhất được ghi nhận từ một trường tiểu học ở Seoul. Một học sinh đang học lớp 3 đã có được chỉ số thông minh là 179. Đây là một trong những chỉ số đứng top 10 của thế giới. Bạn ấy giỏi thiệt, không ngờ luôn á. Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành nha. Chadu à, mình thật sự không biết chỉ số thông minh của bạn cao tới như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà Chadu sẽ tiếp tục học ở đây chứ. Có khi nào bạn ấy bị bắt chuyển trường không? Mình sẽ vẫn tiếp tục học ở đây. Buổi chiều sẽ học tại trung tâm dành cho thiên tài. Trung tâm dành cho thiên tài? Làm gì mà sáng sớm mấy bạn ồn ào quá trời vậy? Mà mẹ mình nói, lúc mẹ nói chuyện với cô giáo đã vô tình nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của bạn đó, anh Huy à. Nhưng tiếc quá, có 99 thôi. 99 hả? Nào, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một tin tức vô cùng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi chiều bạn Chadu sẽ theo học tại trung tâm dành cho thiên tài. Nên sau này buổi chiều chúng ta sẽ không học cùng Chadu nữa. Nếu có bài tập nào quan trọng, các em hãy cùng giúp Chadu nha, đã biết chưa? Yeah. Xin mời ra nhận hàng hả? Ồ, đây là bưu phẩm gì vậy? Ôi trời, là từ bên trung tâm gửi tới sao? Đây là cái gì vậy? Sai sót bài kiểm tra chỉ số thông minh. Nè, Choi Chadu, sao bạn không đến học ở trung tâm dành cho thiên tài nữa vậy hả? Chuyện đó hả? Mình không biết nữa. Tự nhiên giáo sư nói từ hôm nay không cần tới nữa. Đã có kết luận cho sự nhầm lẫn trong bài kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh Chadu. Qua đó chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng về việc kiểm tra chỉ số thông minh. Đó là lý do tôi quyết định công bố kết luận này. Gần đây, Trung tâm Đào tạo Thiên tài Hàn Quốc đã có bài báo gây chấn động lớn. Giáo sư phụ trách của học sinh tiểu học có chỉ số thông minh 179 nhận thấy năng lực trí tuệ của học sinh là không đáng kể. Ông đã chỉ ra rằng chỉ số thông minh tắt không liên quan đến năng lực. Chuẩn bị ăn cơm nè. Mẹ ơi, đó là bài báo gì vậy? Chắc mẹ sẽ không đọc nó đâu ha. Dẹp bài báo đó qua một bên đi. Con nhớ nè, con không thể đánh giá một người chỉ bằng các con số được. Nhưng nó lại rất hữu ích dùng để lót nồi như vậy. Hãy
Con dậy đi Mimi, rồi cô chạy dậy luôn. Cô chừng bị trễ học đó. Dạ. Con sao vậy? Có chuyện gì hả? Làm sao đây? Hôm nay con có bài thuyết trình trước lớp á mẹ. Mẹ nghĩ không sao đâu. Con cứ thuyết trình như bình thường là được mà. Mặt con như vậy mà mẹ nói có thể không sao hả? Chị cha đúng. Em thấy sao hả? Dậy đi. Chưa gì mà đã sáng rồi sao? Mimi hả? Mặt của em bị sao vậy? Chị còn cười được nữa hả? Em bị như vậy đều là tại chị hết. Hai đứa có thôi đi được không? Con ghét chị lắm. Con không đi học đâu. Con không muốn gặp ai hết. Không gặp. Con nói gì hả? Mắt sưng có chút xíu mà đòi nghỉ học là sao? Bình thường nhìn em đã không xinh lắm. Bây giờ mắt bị như vậy, nhìn xấu hẳn luôn á. Mimi muốn có phòng riêng. Rồi. Băng như vậy sẽ không thấy sưng nữa. À, nhìn chị Mimi giống như mấy tay anh chị vậy đó. Gương mặt xinh đẹp của mình. Hôm nay con chịu khó như vậy đi. Tan học về, mẹ sẽ chùm đá cho con nha. Có được không? Chị nè, em cảnh cáo chị rồi nha. Hôm nay em có bài tập nhóm, nên bạn của em sẽ tới nhà mình á. Đừng có làm phòng lộn xộn lên. Em nói mớ cái gì vậy hả? Chị làm phòng mình lộn xộn lên hồi nào kia chứ? Không lẽ con không biết thường ngày phòng mình như thế nào hay sao? Con thấy như vậy cũng bình thường thôi mà mẹ. Còn thứ gì cứ bày hết ra, tới lúc gấp gáp thì có cái để xài liền luôn. Chị mà làm em xấu hổ trước mặt bạn bè, em sẽ không để yên cho chị đâu. Thưa mẹ, con đi học mới về. Chưa nói, mau vào đây đi. Hình như đây là lần đầu tiên mình tới nhà bạn, phải không? Thì đây là lần đầu mình học nhóm cùng với bạn mà. Thật ra, mình cũng muốn học nhóm chung với bạn từ lâu rồi. Thiệt hả? Mình vui quá. Bạn có khác không? Để mình nói mẹ làm nước ép cho tụi mình ha. Bạn chờ một chút. Mẹ ơi, lạ quá, mẹ đâu rồi ta? Mẹ đi mua thức ăn rồi. Hả? Vậy là chị ở nhà một mình hả? Thế nào trong phòng cũng có rác cho mà coi. Mimi ơi, chắc đây là phòng của bạn phải không? Bạn đừng có vô. Sáng nay mình chưa kịp dọn phòng nên hơi lộn xộn một chút. Bạn có thể chờ 5 phút để mình dọn được không vậy? Chào em nha, chị là chị của Mimi, tên là Chadu. Không thể tin được. Chà, chị không biết là Mimi lại có một người bạn đẹp trai tới như vậy. Dạ, rất vui được gặp chị. Em thấy lúc ở trường Mimi rất gọn gàng ngăn nắp. Thì ra phòng bạn ấy cũng sạch sẽ quá ha. Cảm ơn nhận xét của bạn ha. Hai chị em mình đều thích sạch sẽ mà. Ha ha ha. Được rồi, hai đứa cứ học tự nhiên đi nha. Nếu cần gì cứ gọi cho chị là được. Chị ơi, em cảm ơn chị. Chỗ này bạn viết sai chính tả rồi. Chắc mắt bị đau nên bạn không nhìn rõ phải không? Răng uống thuốc cho mau hết nha. Cảm ơn bạn. Công nhận học nhóm ở nhà bạn có hiệu suất ghê luôn á Mimi ơi. Chưa gì mà tụi mình đã làm xong hết rồi nè. Tiếc quá à. Bạn nói tiếc là sao? Mấy đứa ơi, nghỉ tay ăn chút đồ ăn vặt nè. Chị vô đây làm chi vậy? Ý em là cảm ơn chị đã mang đồ ăn vặt vô đây cho tụi em ha. Thì tại mắt của em bị bầm đen xấu. Không, ý chị là em hãy ăn nhiều để cho mắt mau hết đó mà. Ăn đi. Đây là gì vậy chị? Em mới thấy lần đầu luôn á. Cái này hả? Là snack loại mới. Hôm nay mấy đứa hên lắm mới được ăn đó nha. Ngon. Wow, ngon quá à. Thấy chưa? Rất ngon có đúng không? Nếu em trộn hai thứ lại sẽ càng ngon hơn nữa. Mimi à, chị của bạn vui tính quá ha. Cảm ơn bạn nha.
Nhờ bạn mà bài tập hôm nay làm xong sớm, mình còn được ăn món ngon nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha Mimi. Giờ bạn về luôn hả? Sao mà em về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi, ăn tối xong rồi hẳn về. Chị mình đây đứng đó Trương, bạn ở lại ăn tối xong rồi hãy về. Mẹ mình mới mua cho mình một bộ đồ chơi đẹp lắm. Trong lúc chờ đợi tới giờ cơm, tụi mình cùng nhau chơi ha, chịu không? Bộ đồ chơi? Thiệt sao? Vậy mình ở lại chơi thêm chút nữa ha. Chờ một chút nha. Để coi. Không được mở cửa. Con bê bối quá, sao còn không mau dọn đi? À, con biết rồi. Phiền phức quá đi. Sạch sẽ. Mi à, bạn có sao không hả? Không phải bạn nói là bạn bị đau mắt hả? Thiệt là, tới bao giờ con mới chịu sửa cái tính đó hả? Chị ấy sẽ không bao giờ có thể sửa được đâu. Cái tật vừa mê ngủ và bê bối của chị dù tới già cũng không thay đổi. Con muốn được ở phòng riêng, con muốn được thoải mái, con không muốn phải chen chúc trong phòng với chị nữa đâu. Ba xin lỗi, dù có muốn cho con thì trong nhà cũng không còn phòng nào hết. Ba mẹ có thể xây một căn phòng mới mà, chúng ta còn nhà kho đó. Nhà kho hả? Dạ phải, sửa nhà kho. Mimi à, chị em gái với nhau mà tách ra ở riêng như vậy, ba thấy không được hay cho lắm. Với lại, bộ con không nhớ hay sao? Trong nhà kho thường có ma ở lắm nha. Mỗi lần ba nhắc tới là con hay kêu sợ này sợ kia còn gì. Không biết, không biết. Con không hề sợ mấy chuyện ma đó đâu nha. Từ giờ con sẽ ngủ ở đây, cho tới khi nào con có phòng riêng thì thôi. Con sẽ ăn, ngủ và đi vệ sinh làm mọi thứ ở đây luôn. Được rồi, trong hôm nay chúng ta có thể dọn sạch nơi này. Hình như đang có chương trình bóng bàn đó. Ba đi coi một chút nha. Trời cha đu, nếu con muốn được ăn tối đúng giờ, vậy thì mau ra đây phụ một tay đi. Không ngờ là ở đây có nấm mọc luôn nè. Mẹ ơi, công nhận là nhà chúng ta có tất cả mọi thứ ngoại trừ tiền thôi ha. Lo dọn dẹp đàng hoàng đi. Mẹ ơi, con tìm thấy phong bì tiền ở đây nè. Cái gì hả? Trời ơi, có quá nhiều tiền ở đây luôn á. Cuộc chuyện này là sao hả? Bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ để anh giải thích. Thì ra anh đã giấu quỷ đen chứ không có ma cỏ gì hết. Rốt cuộc anh đã giấu bao nhiêu tiền ở trong này hả? Anh nói nào. Bà xã hả? Dọn dẹp xong rồi. Vì làm phòng cho con mà xém chút ba bị đuổi ra khỏi nhà. Mấy đứa nè, nhanh đi tắm rồi chuẩn bị ra ngoài thôi. Dạ. Bởi vì hôm nay mẹ sẽ mời cả nhà đi ăn tiệm. Nhanh lên, các con mau chuẩn bị đi. Thật hả mẹ? Thích quá, chúng ta được đi ăn ngoài. Thôi, con không đi đâu. Cái gì? Thì con mới dọn dẹp xong mà. Với lại chỗ này đã giống căn phòng đâu. Con còn phải trang trí nhiều thứ nữa. Mèo cưng à, em thấy chị trang như vậy được chưa hay là cao hơn nữa? Thiệt hả? Treo vậy là được rồi ha. Nói chung là treo ở đâu cũng đẹp hết, đúng không? Yeah, hạnh phúc quá. Cuối cùng thì mình cũng đã có phòng riêng rồi. Trước đây, cứ tới đêm lại mình đều gặp ác mộng. Bởi vì tật ngủ xấu của chị cha đâu. Mình cũng không được chơi ngôi nhà đồ chơi và sợ chị sẽ làm bể. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không ai có thể ngăn mình chơi nó được nữa. Yeah.
dọn dẹp cả một ngày đúng là đuối thiệt. Mình chỉ muốn ngủ thôi. Bóng đèn bị sao vậy? Nào đồng chi à, em đừng làm chị sợ mà. Sao phòng lại lộn xộn vậy chứ? Tại quá lộn xộn cho nên mình mới mơ giấc mơ xấu như vậy. Mẹ ơi, con muốn ngủ chung với chị ra đâu. Từ giờ con sẽ ngủ chung phòng với chị hoài luôn. Bỏ tay chị ra đi rồi từ từ nói. Tóm lại, con thức dậy mà thấy trong phòng có một chiếc giày trắng có đúng không? Có chắc là trước đó con không thấy không? Thiệt là, con nói cái gì mà mẹ không hiểu gì hết. Barbie cũng ngủ một mình ở phòng mẹ kìa. Con lớn rồi ngủ một mình cũng được mà. Con không muốn đâu, mẹ phải ở đây cho tới khi con ngủ mới được á. Rồi rồi, mẹ biết rồi. Bây giờ thì con nằm xuống ngủ đi nha. Mẹ sẽ không đi đâu hết, mau ngủ đi. Chị cho đâu, cũng không được đi đâu đó. Chị đừng đi đâu nha. Thiệt là, nếu cứ phải lo cho mấy đứa nhỏ như vậy, chắc em đi sớm quá anh. Anh nghĩ chúng ta nên nói rõ với con bé. Con mang nhà kho kìa, mau tránh ra đi. Không được tới gần ta. Nội đồng chi, cứu chị, cứu chị với. Coi kìa, còn nói mớ nữa chứ. Nào viên kẹo ngọt ngọt, nào viên kẹo chua chua. Thôi kệ đi, nó cũng đâu có biết tật xấu của nó đâu chứ. Mà nếu có biết thì cũng đâu có tốt gì. Tính ra, cha Đu là đứa duy nhất có thể ngủ với anh mà không thức luôn. Cứ để vậy đi. Trước khi con bé lấy chồng, mình nói cho nó biết là được. Ủa nhưng mà rốt cuộc Mimi đã thấy cái gì mà nói là có chiếc giày trắng ta? Chắc con bé chỉ thấy nó trong mơ thôi. Chứ ở dưới sàn đâu có gì đâu. Chuyện gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy hả? Có ai đem thức ăn tới hay sao chứ? Để xem thử coi. Nếu có gì thì mình cũng muốn ăn. Đây là... Wow, bạn ấy thật tuyệt vời đó. Bạn ấy tham gia đội tuyển Olympic được luôn á. Mình đã nói các bạn rồi, trước đây á mình từng tham gia nhiều đội, đội điền kinh nè, đội bóng rổ, đội thể dục, đội bơi lội của trường của chúng ta. Mình không tin là bạn đã thử qua tất cả các môn. Bạn tính sẽ làm gì đây, Choi Sa-du? Có vẻ quán quân của ngày hội thể thao lần này sẽ là một người khác rồi. Bạn lúc nào cũng muốn trở thành quán quân mà. Tên mập này. Nghe nè các bạn ơi, ngày hội thể thao là dành cho sự đoàn kết và hợp sức của tất cả mọi người với nhau để rèn luyện và nâng cao tinh thần thể thao. Và mọi người tham gia đều là quán quân. Sa-du à. Có thiệt không? Vậy tại sao năm ngoái bạn cố gắng giành quán quân để làm cái gì? Dở thiệt. Kéo mạnh lên. Mình đã nói là kéo mạnh lên. Tuyệt vời. Bây giờ mình đã trở thành quán quân rồi. Bộ thiệt như vậy hả?
Tôn Ngại ơi, bạn không nhớ bạn đã bỏ mặt cả lớp chỉ vì bạn muốn giành lấy danh hiệu quán quân hay sao chứ? Hả? Ôi trời ơi, bạn có trí nhớ tốt ghê. Vậy tại sao bạn lại không chịu sử dụng nó cho việc học đi chứ, Đôn Đôn à? Minh Chi à, chúng ta đi thôi. Bạn thật quá đáng. Tránh đồ. Đôn Đôn, bạn có sao không? Mình xin lỗi nha, cha đưa hồi lại mình chơi. Ngày hội thể thao mùa thu. Cha đưa à, ý của bạn thiệt vậy hả? Hả? Gì chứ? Là điều bạn đã nói đó. Bạn nói là không nhắm đến vị trí quán quân. Vậy đó chỉ là vì bạn yêu thích chơi thể thao mà thôi à. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cha đưa à, cuối cùng bạn cũng đã trưởng thành. Mình tự hào về bạn lắm. Cảm ơn bạn nha Minh Chi. Tạm biệt bạn Minh Chi, mai gặp lại nha. Được rồi, tạm biệt nha. Mình thật sự xin lỗi Minh Chi à. Nhẹ nhàng hơn rồi. Mình quên mất tiêu. Quên nữa cha đưa, mai mấy giờ đi học à? Cha đưa à. Chị cha đưa thật là giỏi. Giỏi là giỏi chỗ nào? Hôm nay chị ấy nhanh hơn hôm qua. Chị ấy sẽ trở thành nữ vàng ngôi sao cho coi. Vậy thì tốt rồi. Nếu như cha đưa trở thành quán quân lần này, mẹ sẽ không phải lo dụng cụ học tập cả năm. Vậy mấy cuốn tập và sách tô màu là của con đúng không mẹ? Bút chì màu là của con. Nhảy cao hơn, nhảy xa hơn, trò đi cà kheo thật thú vị. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Với thứ này, bạn có thể nhảy. Ôi ngon quá, để ba gấp trước cho. Không phải là của anh. Tại sao không chứ? Cha đưa à, ăn đi, mẹ nấu riêng cho con đó. Đây nè, con sắp có một cuộc tranh tài, vì vậy phải ăn nhiều lên. Tại sao mẹ lại làm giống như là con sắp đi thi Olympic vậy đó? Nhưng mà con sẽ không từ chối đâu. Em làm như vậy là không công bằng, vậy chúng ta ăn cái gì? Của anh đây, của con nè, và của con nữa. Mọi người đừng thất vọng quá mà. Dù gì trứng đó cũng là của con gà này mà ra thôi. Ngon quá trời luôn. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không phải như vậy. Em phải tỏ ra liều lĩnh hơn nữa chứ. Nỗi buồn của người Hàn Quốc phải được thể hiện thật rõ nét. Vì vậy em phải ngã xuống giống như thật. Cha cha đu, hãy làm lại một lần nữa cho cô xem. Em phải khóc thật buồn hơn nữa. Chắc tại tối qua mình ăn nhiều quá. Em phải quay thêm một vòng và sau đó ngã xuống trong tuyệt vọng. Cha cha đu, cô nói là em ngã xuống. Con đứng đó làm gì? Tới lượt cha đu thi rồi kìa. Mau quá, chứ nhanh lên. Em tới liền đây. Chuẩn bị. Cố lên nha. Dễ như ăn bánh thôi. Bạn đi hít bụi đi nha. Cứ chờ thử coi. Trời
bạn Chadu về nhất. Hay quá con ơi. Chadu. Con bé nó dở quá đi, không biết là con của ai nữa. Là con của anh chứ ai. Ê. Tiết mục thiệt là hay quá, chúng ta đã làm rất tốt. Múa mặt nạ không phải là dành cho mình. Cái gì chứ, Chadu có thể sẽ thua đó. Không đâu, giải quán quân sẽ thuộc về Chadu. Nữa. Giờ chỉ còn lại môn chạy tiếp sức. Nhưng Anh Huy và Chadu sẽ cùng chung một đội. Do đó hai đứa sẽ nhận cùng một số điểm như nhau. Như vậy Anh Huy sẽ không đánh bại được Chadu nữa. Ôi nè, mình nè, bình tĩnh lại đi. Cuộc chơi kết thúc. Chadu, bạn thật may mắn khi chúng ta cùng một lớp. Tuy lần này chưa thắng bạn, nhưng lần sau mình nhất định sẽ trở thành quán quân cho bạn coi. Không có sao hết á. Nhưng mà nói thiệt lòng thì mình không hề có hứng thú trở thành quán quân của năm nay. Gì chứ? Chuẩn bị. Cái gì chứ? Shadow không có hứng thú để trở thành quán quân sao? Có nghĩa là bạn ấy đang muốn đùa giỡn với mình sao? Đây đây, cố lên. Ủa, cái gì? Vẫn còn một trường hợp nữa, nếu xảy ra sẽ khiến Chadu không thể là quán quân lần này. Hả? Trường hợp gì? Căn cứ theo bảng xếp hạng, nếu đội của Chadu về cuối cùng và lớp 1 về đầu tiên thì Chadu sẽ xuống vị trí thứ hai. Ôi trời ơi, Chadu là người chạy cuối, làm sao mà nó về chót được. Nếu như Chadu không cố tình ngã thì khoan đã, phần thưởng giải như là gì vậy? Ôi trời ơi, là một cây cạn heo. Ước mơ trở thành sự thật rồi. Nè, chơi Chadu, còn đứng lại đó. Đứng lại. Như vậy là mùa mưa năm nay thực sự đã bắt đầu. Một vài khu vực có thể sẽ mưa đến 100mm trong hôm nay. Vì vậy mọi người đừng quên mang theo dù khi đi ra ngoài. Chương trình dự báo thời tiết với phát thanh viên Wara. Anh đi nha bà xã. Chào mẹ, hẹn gặp lại mẹ sau. Chào em với. Chào mẹ, hẹn gặp mẹ sau nha. Mọi người đi cẩn thận nha. Cái con bé này không thể nào tin được mà. Nè, chơi Chadu, con tính không đi học hả? Cho con ngủ một chút nữa đi. Món khoai lang ngọt hấp dẫn vẫn chưa được dọn lên mà. Hãy làm ơn rửa nhiều siro một chút. Vấn đề lớn nhất của người Hàn Quốc là lúc nào cũng học một cách quá vội vã. Con chỉ muốn được ăn món yêu thích ở trong giấc mơ thôi mà. Vậy mà mẹ cũng không thể chờ thêm một vài phút. Ôi trời đất ơi, còn dám nói nữa hả? Con có nói gì sai đâu. Mẹ lúc nào cũng để ý nhắm vào con hết. Tính chậm trễ của con là một vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ ơi, trời đang mưa kìa.
Bây giờ mới biết sao. Mấy cái khăn này đúng ra phải cần phơi nắng thì mới được. Shadow à, Dũng một mặt giùm mẹ đi. Ủa? Con biết ngay là như vậy mà. Có chuyện gì vậy hả con? Hồi nãy ba và hai đứa nhỏ đã lấy hết dù tốt đi rồi. Mẹ nhìn cái này thử đi. Cũng tại con hết mà. Con mà chịu thức dậy đúng giờ thì đã có dù rồi. Đưa đây cho mẹ. Trời, bị gãy rồi. Nè cha đu à, con dùng đỡ cạnh bên này nha. Dương tay dài như vậy dù sẽ không bị sập lại đâu. Hả? Mẹ muốn con mất mặt trước bạn bè của mình sao? Nếu như vậy con thà dầm mưa đi học cho rồi. Cha đu à, không sao đâu, trời mưa đâu có lớn lắm. Ôi trời đất ơi, ít nhất con cũng đừng để cho tóc bị ướt chứ. Cha đu à, con sắp trễ học rồi. Cây dù cũ. Thiệt là keo kiệt, thiệt là bụng xỉn. Không lẽ nhà mình cũng không có khả năng mua một cây dù mới sao? Cũng may là bữa nay trời mưa không quá lớn đó. À, cô làm gì vậy? Ô, trời ơi, con phải cẩn thận chứ. Sao lại đứng ở giữa đường như vậy hả? Cô trả tiền giặt đồ đi. À thôi, cô vào nhà đi. Đúng là xui xẻo thiệt mà. Ta-da! Gì vậy? Chỉ là một cây dù bình thường thôi mà. Nhìn nó giống y như cái của mình á. Đơn à, bạn hãy đổ nước lên đi. Hả? Được thôi, chờ chút. Và khi các bạn bước vào trong nhà, chỉ cần bấm cái nút này, nó thật sự rất là tiện lợi. Wow, đúng là tiện lợi và hiện đại. Bắt lại luôn. À, nè, Ân Huy à, bạn có thể cho mình cầm thử được không vậy? Mình nữa. Muốn cầm thử cũng được thôi, nhưng mà các bạn phải xếp hàng theo thứ tự. Chuyện gì vậy? Lớp mình có người tới bán dù hay sao hả? Như vậy là cuộc di cư mới đã bắt đầu vào năm 1970, cùng với khẩu hiệu cần cù, tự lực và cùng hợp tác, mục đích để phát triển các khu vực nông thôn thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Ủa? Sao tự nhiên trong lớp mình lại có vũng nước dưới sàn vậy ha? Nè Ân Huy, sao em lại treo cây dù trên bàn học như vậy? Em phải để nó trong cái xô ở cuối lớp chứ. Dạ thưa cô hiểu lầm em rồi. Cây dù của em được làm bằng nguyên liệu chống thấm hai lớp, vì vậy nước mưa không bao giờ thấm được. Cô hãy coi đi nè. Đúng như vậy đó thưa cô. Em có thể đảm bảo với cô rằng cây dù của Ân Huy không thể nào thấm nước được. Mình cảm ơn bạn nha Đơn. Dạ thưa cô, nếu như cô muốn thì em sẽ để cây dù và cái xô ở cuối lớp cho cô. Nhưng mà em cảm thấy có thể mình sẽ bị mất cây dù nếu như nó ở xa tầm tay. Sao? Em nói vậy là ý gì chứ? Bộ em sợ sẽ có ai đó lấy cây dù của em? Em biết được thưa cô. Thật lòng, ngay cả tưởng tượng thôi em cũng cảm thấy sợ. Thật sự ra, lớp chúng ta hầu như bạn nào cũng có đem theo dù. Em chỉ sợ là người nào đó dầm mưa vì không có dù sẽ có động lực muốn lấy trộm nó. Shadow à, mình nghĩ chắc không bao giờ còn có ý định ăn trộm dù của mình đâu ha. Shadow à, không lẽ em đã quên không mang theo dù? Sao em không đến phòng y tế lau cho khô người, nếu không sẽ bị cảm đó. Em sẽ không sao đâu thưa cô. Em là học sinh cho nên cần phải học chăm chỉ. Em hãy mau tới phòng y tế trước khi cô đổi ý đi. Dạ thưa cô. Mình xin lỗi nha, vớ của mình là loại bình thường cho nên có thể bị thấm nước. Cho dù mình có dắt mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì... Đúng vậy Ân Huy ạ, mình có thể đảm bảo điều đó. Cảm ơn bạn Đôn Đôn à. Mình thật là may mắn quá. Ừ.
cây dù cũ kia theo như lời mẹ nói. Cả lớp đứng lên. Dạ, cảm ơn cô. Hiện giờ trời vẫn mưa khá lớn, các em về nhà cẩn thận đừng để bị ướt nha. Dạ. Jadu à, bạn dùng chung dù với mình đi ha. Thôi không cần đâu, bạn cứ về trước đi. Mình để ở đây tới khi nào tạnh mưa mình về cũng được. Không được đâu Jadu à. Hiện giờ trời vẫn đang mưa rất lớn, ai biết khi nào mới hết chứ. Vì vậy bạn đừng bướng bỉnh nữa, hãy cùng về chung với mình đi hả? Dùng chung dù với bạn để đi về sao? Giống như vậy hả? Bạn đừng lo cho mình, cứ đi về nhà trước đi. Mình thật sự không sao đâu mà, bạn yên tâm. Mình xin lỗi Jadu à. Để lần sau mình sẽ mang một cái dù thật lớn đủ cho hai chúng ta đi chung với nhau nha. Vậy ý bạn nói mình sẽ không bao giờ có một cái dù, có đúng không? Có thể thời tiết này không giống như bình thường. À, chuyện gì vậy? Jadu à. Mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, sao trễ quá vậy? Mẹ đã đứng ở chỗ này chờ con lâu lắm rồi đó. Về thôi con. Đứng dậy coi chừng bị ướt đó nha. Mẹ ơi. Ủa? Con không sao đâu. Con đi sát bên mẹ làm sao mà ướt được. Ôi trời đất ơi, hôm nay biểu hiện của con thật sự rất khác với bình thường nha. Con làm mẹ bất ngờ quá đi. Jadu à. Dạ. Lần sau nếu mẹ đi chợ, mẹ sẽ mua cho con một cây dù thật đẹp hen. Hiên thiện không mẹ? Nhưng mà dù sao, con nghĩ con vẫn rất thích mẹ tới trường đón con mỗi khi trời mưa giống như hôm nay vậy đó. Gì? À, đúng rồi ha. Mẹ ơi, mẹ chờ một chút nha mẹ. Cô ơi cô, thay vì lấy tiền giặt đồ, con sẽ mượn cái này của cô được không? Ủa? Con nói thay vì lấy tiền giặt đồ nghĩa là sao con? Ha, không có gì đâu mẹ ơi. Ê trời ơi, con của tôi nặng quá. Dạ. Con giặt mẹ nha. Ngày hôm đó bạn Dương sắc bất tình là nắm tay của Jadu rồi kéo sang lớp 3-4. Các bạn cũng thấy mà. Cảnh đó thật là lãng mạn. Đúng như vậy. Thái độ của Dương sắc rất là giận dữ. Vì vậy bạn ấy đã kéo cánh cửa ra rất là mạnh. Lisa Chong chính là mình đây. Và thật không ngờ bạn Lisa Chong cũng là một người rất là đẹp trai. Nhưng cũng vì trong lòng đã thích Jadu từ lâu, cho nên Dương Sách đã không lùi bước. Cho dù mọi người có nói gì thì Jadu cũng là bạn gái của mình. Khôn hồn thì quên đi, Jadu là bạn gái của mình. Bạn đừng có nằm mơ.
Bạn có như vậy cũng có nghĩa là bạn muốn gây chiến. Mau dừng lại đi. Mình xin hai bạn hãy mau dừng lại đi. Nếu như hai bạn đánh nhau chỉ vì mình thì chờ đã, cha đu. Phải làm sao đây? Bạn vẫn chưa kể xong hả? Mối tình tay ba lãng mạn. Chút nữa mình kể tiếp nha. Bạn không sao chứ? Nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn. Minji à, bạn thân của mình Minji à, mình đang cố gắng để quên đi chuyện ngày hôm đó đó. Nhưng không hiểu tại sao thiệt là khó, tới nỗi mình không thể nào ngủ được luôn. Sao bạn lại cứ nhắc tới hoài vậy chú? Nhưng dù sao, câu chuyện đó thật sự rất là lãng mạn mà. Lãng mạn hả? Đó là do bạn nghĩ nó lãng mạn thôi. Bạn cũng có mặt ở đó, sao lại có thể nói như vậy được chứ? Mình mất mặt lắm, bạn có biết hay không hả? Bạn tưởng mình làm như vậy là vì mình đó hả? Tất cả thì mình làm là vì bạn đó, biết chưa? Là vì mình sao? Đúng vậy. Tất cả học sinh ở trong trường này, từ khối lớp 1 tới khối lớp 6, ai ai cũng đều biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hả? Cái gì chứ, thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi. Ha, Minji à, mình chuyển trường đây nha, bạn ở lại ha. Dù bạn có chuyển trường đi đâu thì tin đồn đó cũng sẽ đi theo bạn thôi à, biết chưa? Chính vì vậy mình mới nghĩ cách biến câu chuyện hài lãng mạn rẻ tiền ngày hôm đó thành một câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp nhưng cực kỳ lãng mạn luôn. Và nói một cách khác, trước khi quá trễ, mình đang che giấu chuyện của bạn bằng phiên bản chuyện của mình. Xin bạn hãy tha thứ cho mình, thật sự mình đã quá nông cạn rồi. Đứng lên đi bạn thân của mình, tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi. Mình cần phải làm gì đây? Bạn mau nói đi Minji à. Chadu à, bạn cứ là chính mình thôi, cũng giống như là bây giờ nè. Minji à, bạn đúng là... Việc còn lại để mình giải quyết. Ủa, ngon quá, chơi mình căng miếng. Nè, cái gì kìa? Và dương sắc với hơi thở hỗn hển đã xuất hiện. Rồi sau đó tiến tới Shadow nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi theo mình. Dương sắc à, hãy đi chậm lại thôi. Họ đuổi theo bọn họ. Có mau đứng lại hay không? Không, đây là... Ta đã bắt được các ngươi rồi. Dương sắc à. Minji à. Dương sắc à. Á trời. Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có mặt ở đó chứ? Bạn hỏi đón kìa. Minji à, bạn về nhà một mình nha. Vì hôm nay mình cần phải đi mua một vài thứ lặt vặt cho mẹ của mình. Mình có thể đi cùng với bạn à? Minji à, không cần đâu. Bạn là tiểu thuyết gia, vì vậy cần phải tập trung để viết ra một câu chuyện thật là hay. Phải cha đưa à, hãy tin ở mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Công nhận là đi học về có một mình buồn thiệt đó. Đúng
Mình cần phải tập trung vì Jadu. Hãy tập trung đi nào. Vậy là lúc đó Jadu và Yusuf ở dưới núi. Minji, chờ ở đây. Sao mình cứ có mặt ở trong triển hoài vậy? Hãy cẩn thận. Bạn không sao chứ? Yusuf hả? Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Có chỗ nào bị đau không? Trời. Không ngờ Yusuf đã có mặt để cứu mình. Ôi trời đất ơi, mình bị sao vậy? Mình ăn phần mì có bánh gạo cay được không? Được thôi. Đã quá à. Hôm nay mình thiệt là may mắn. Nhưng mà sao bạn không ăn? Hả? À được rồi, mình sẽ ăn liền mà. Thôi đi, bạn không nên làm như vậy đâu mà. Hả? Sao bạn lại ích kỷ với một cô gái tội nghiệp như mình vậy chứ? Bạn phải nên biết cách cư xử một chút đi. Thiệt tình, sao lần nào đi ăn bạn cũng không đem theo tiền hết vậy? Đó là bởi vì mình không có tiền. Nhưng mà bạn của mình lúc nào ở trong túi cũng có nhiều tiền hết. Nhưng đâu có dư trả cho bạn. Chào, các bạn cũng tới đây ăn hả? Minji đi ăn chung với Yunsuk kìa. Minji sao? Đúng rồi, hai bạn đang làm gì ở đây vậy? Thì ăn chứ còn làm gì. Tại vì hôm nay tự nhiên bạn Minji mời mình đi ăn á. Cái gì sao Minji lại mời bạn đi ăn? Có lẽ tại bạn ấy thích mình thôi. Nè Yusuf à, tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Chadu à, tại cái chuyện này là gì? Thì ra bạn Minji thích bạn. Chadu à. Ngốc quá, ngốc quá. Nhìn thái độ của Chadu lúc đó, mình thấy hình như là Chadu cũng có vẻ rất thích Yusuf. Trời ơi, làm sao giải thích với bạn ấy đây? Chadu, bạn tới rồi. Sự thật chuyện ngày hôm qua là... Bạn không cần phải nói gì hết. Bây giờ mình thật sự không hề muốn nói chuyện với bạn một chút nào. Phải làm gì đây? Chắc là bạn ấy đang giận lắm. Hôm qua trong quán, tụi mình cũng có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra. Cho nên tụi mình mới dám mạnh dạn kết luận là Minji đã dùng tiền để cướp Yunsuk khỏi tay Chadu. Thật vậy sao? Không thể tin được. Theo như những gì mà họ đã ăn hôm qua, có vẻ hai người họ thật sự quen nhau đó, đúng không? Đúng vậy, họ đã gọi món bánh gạo cay với một phần mì. Vậy là rõ ràng rồi. Bánh gạo và mì? Sao Minji có thể làm như vậy? Ăn nó cho cẩn thận. Thật sự chuyện không phải như vậy đâu mà. Là chị hôm qua vừa sức đã. Chadu à. Vậy bạn nói Chadu ghen với bạn sao? Đúng vậy, bạn nên tới gặp và giải thích cho Chadu hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới được. Nghĩa là Chadu cũng thích mình phải không? Theo mình thì hình như là vậy. Thiệt hả? Hiện giờ bạn ấy ở đâu vậy? Hả? À nè, cho Chadu. Không cần phải ghen đâu. Thiệt ra mình và Minji không có gì với nhau hết. Người bạn gái mình thích là bạn. Trời ơi. Nè Yunsuk à, bạn có sao không vậy? Bạn đùa với mình có đúng không? Mình không hề ghen tị với Minji một chút nào hết. Mà là mình giận vì Minji đã mời bạn đi ăn bánh gạo mà lại không thèm mời mình thôi. Bánh gạo sao? Đúng vậy đó, hai bạn đi ăn mà không chịu rủ mình gì hết. Bạn biết rõ là mình thích ăn bánh gạo cay đến như thế nào mà. Trong khi hôm đó mình phải chịu mất mặt để cố năn nỉ Đôn Đôn mua bánh gạo cay cho mình. Thêm mấy món chiên và món dồi nữa. Mình xin lỗi Chadu. Tất cả là lỗi của mình vì mình đã không chỉ hiểu bạn. Chút nữa tan học tụi mình đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ mua cho bạn những gì mà bạn thích. Có thiệt không? Mình sẽ được ăn món dồi và mì có đúng không? Dĩ nhiên rồi, món gì cũng được hết. Minji à, Chadu à, từ
giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau mãi mãi. Chúng ta ăn khoai lang và trứng luộc nữa nha. Dĩ nhiên rồi.줄 거야.